Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Hôm nay chúng ta sẽ có một giáo án công thủ toàn diện dành cho những con nghiện reroll. Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, chính là Vex linh vật sát vàng. Vừa rồi đi chợ thì mình nhặt được một chú Gumblank đang khóc. Tân quái đầu tiên lại có được một Nilah và một Ven. Tân quái thứ hai thì mình được thêm một cái nước mắt nữa. Chấm hỏi luôn đấy, Blue thì chắc chắn là mình sẽ không chơi xong đấu rồi. Thì cửa hàng cho mình thêm hai con Susan nữa, thế là mình có ngay Susan 2 và một chú Silat, cho luôn vào đủ 3 siêu thú từ 1.4. Đánh quái xong thì mình có thêm một cái váy nên là mình quyết định lắp Blue cho Ven. Ok. Đứng giữa những sự lựa chọn luôn khó khăn nhưng mà người thông minh thì chắc chắn sẽ chọn chiến lợi phẩm trong vòng chọn lõi đầu tiên này. Up 4 thêm Nilah cho có chút song đấu, easy hạ gục đối thủ đầu tiên chạm mặt. Đối thủ thứ hai cũng không làm khó được mình bởi vì là có mỗi 4 thiếu nhi thôi. Nhà thứ ba này dù đã có Blitz 2 sao và Lucian 2 rồi nhưng mà chưa tướng nào được trang bị đồ nên chuỗi thắng 3 với mình dễ hơn cả ăn kẹo. Vẫn luôn là người đi chợ cuối cùng nhưng mà Annie với một gậy và một kiếm cũng không tồi đúng không ạ? Đúng. Ven có ngay một kiếm súng. Okay. Đội hình của mình cũng không quá khỏe nhưng mà đặt ở lobby toàn mấy nhà yếu hơn thì mình xin là lại lấy cái chuỗi tháng 5. Đấy, mình khỏe cỡ nào không quan trọng đâu, quan trọng là vị trí của mình ở đâu. Bạn mình kinh rồi. Lại nước mắt, ai khóc mà nhiều nước mắt thế này rồi. Mình bán thêm ít tướng đang có và tướng có được khi đánh quái để tròn 50 tiền. Gì thì gì chứ, thằng giáo vẫn là thằng hơn mà. 3.1 quá dễ dàng, mình đánh bạn Huy còn dễ hơn cả đánh quái. Đấy, nguyên nhà cơ mà. Thế là mình có chuỗi 6. Vòng chọn lõi kim cương này mình tự tin chọn vé trúng thưởng để không phải roll nhiều. Và chốt bài Vex linh vật. Nhà có đồ có form thế này thì Vex chắc chắn là chân ái rồi. Sau đó thì mình lên 6 luôn để roll tìm Vex cầm đồ thay Ven nhưng mà Vex si roll tốn tiền vừa lờ mà được có đúng 2 con Vex. Sự roll của mình chả khác mẹ gì các bạn đi tán gái. Tán ra bại sản mà kết quả như vậy. À nhưng mà ít ra mình roll được khá là nhiều pie. Còn các bạn thì mãi mãi không có được trái tim của Crush đâu. Lêu cái. Đấy, vì muốn giữ win streak mà mình đánh đổi quá nhiều. Roll rồi xếp tướng nữa. Trộm vía 3.2 gặp Tony nhưng mà mình vẫn phải gửi lời chào thân ái giờ bạn không có cửa đâu. Mình xin cái chỗ 7 nhá. 3.3 mình gấp rút roll. Bao nhiêu tiền của và cái vé trúng thưởng cũng không đỡ được cái sự đen đủi của ngày hôm nay. Đấy, nhiều lúc kỹ năng cũng không bằng may mắn đâu. Tự thấy bản thân pro nhưng mà đen như roll chóng hết cả mặt mà Vex vẫn không chịu lên 2 và Pai thì vẫn 8 con. Vỡ tan là như thế đấy. Nhưng trong cái rủi thì có cái xui, có cái may. Gặp ngay ông này vẫn còn ngụp lặn ở level 5. Trộm vía là mình vẫn giữ được chuỗi 8. Cảm ơn người anh em rất là nhiều. Đi chợ mình bế được chú Huna mặc 2 chiếc váy về. Sau đó thì tiếp tục roll rất nhiều. Và Morgana lên 2. Roll tiếp. Bò lên 2. Và Vex lên 2. Finally, ôi sổ ơi, cuối cùng thì Vex nó cũng lên 2. Roll toát mối đít các bạn ạ. Thêm một chiếc vút rồng cho Mantis. Giờ phong bài của mình là 4 linh vật cái Morgana rồi đấy. Trông cũng ổn ổn rồi, không đến nỗi. 3.5 mình gặp nhà Infinity này khá là yếu so với mình. Xin cái chỗ 9. Và tiếp theo là đồng chí Đông Lào quân cảnh admin này cũng không khá hơn là mấy. Chuỗi 10 chiếc sói là quá đơn giản, chả như ai đó hay mất chuỗi cho quái đâu nhỉ. Bày sói cho mình một găng, một Sivir và 7 tiền. Ở 4.1 mình tiếp tục roll nhẹ và có 8 mặt phai, bài 3 sao. Vòng chọn lõi cuối cùng là một chuỗi sự lựa chọn với các tướng 4 tiền và 5 tiền. Khá phân vân nhưng mà mình chọn Fiddlestick bù nhìn đáng sợ để lấy thêm một ít khống chế cho team. Warwick tin tặc của đối thủ đe dọa chỗ 13 của mình nhưng mà vì trước đó mình đã đổi vị trí của Vex và Morgana nên là Warwick chỉ có thể cầm diệt chạy lên cả hoàng tanh của mình thôi. Vex và Morgana không có mối đe dọa nào nên là free tấn công nhanh chóng kết liễu team bạn và giữ cho mình cái chuỗi 13. May quá. Vòng đi chợ tiếp theo mình tha thiết lấy được gậy nhưng mà không thể. Khi được thả chẳng còn mấy lựa chọn nữa nên là mình đành lấy đồ tanh về. Đi chợ về mình tiếp tục roll rất nhiều. Có thêm một con bò 2 sao. Roll tiếp. Susan lên 3. Thêm một Vex, một bò. Vậy là lên 4.6 tiền cũng đã sắp cạn rồi mà mình chỉ có được 7 bò, 7 Mantis và 4 Vex. Quá ít ỏi đối với một bài reroll có vé trúng thưởng. Không biết là đen bạc thế này thì tình có đỏ không chứ thực sự là bất lực đấy. Không ngoài dự đoán tới 4.6 bò và Mantis của mình vẫn 8 con. Không thể lên 3 nổi. Thêm cái thú tượng cho Mantis thì team mình vẫn oảng khi mà gặp nhà Warwick quân cảnh này. Warwick cào như điên và hai con cua song càng hợp bích. Mất mẹ nó chuỗi 14. Giờ thì đánh rồng thần để xem là rồng cho mình cái gì nhá. Một kiếm, một giáp, một đai, một đồ on và một nước mắt. Hôm nay đúng là phải khóc hơi nhiều ấy. Hàng chờ chật trội là mình không thể lấy đồ và phải bỏ đi một mo để lấy Vex, xong lúc sau lại ra mỏ. Má ơi tức. Roll tiếp, roll liên tục. Vex lên 2, Alistar lên 2. Nhẹ hàng chờ, nhẹ cái người. Biết ngay món đồ rơi ra từ Tôn Dục Thần. Mình lấy thêm cái đài để lắp đài máu, thêm cái lời thề hộ vệ cho chú bò đã rát vàng, và một chiếc sojin cho Pai nữa. Hạ gục cái tôi cao 3 m trên Infinity này. Còn có chục vàng mình cũng cạn tiền roll vì có vé trúng thưởng, nhưng mà không thể có thêm một con tướng nào dùng được. Lúc này chỉ còn có thể tranh thủ xếp lại tướng thôi. Máu thì còn nhiều đấy nhưng mà tương lai thì không thấy đâu cả. Check một lượt xem các nhà hàng xóm thế nào rồi. Nhà Huy thiếu hiệp này cầm 2 con Vex và 7 con Malphite đang ở chỗ Tony bán bò. Và sao mà tỷ lệ roll tướng của mình như các round sau đó thì mình nhận chuỗi thua. Tới 5.7 thì đã có chỗ thua 4, 8 Morgana và 7 Vex. Đánh quái cho mình khá là nhiều tướng nhưng mà cũng toàn tướng không dùng được và phải bán đi lấy tiền. Đồ on mình lấy kiếm súng cho Pai. Tới 6.1 mình tiếp tục roll rất nhiều, chờ đợi may mắn thôi. Đây rồi con mo thứ 9. Và không lâu sau đó thì 2 con Vex cuối cùng cũng xuất hiện. Mình nhìn thấy ánh sáng rồi. Dù muộn màng nhưng mà ra lúc 35 máu vẫn còn hơn là không ra, đúng không? Ngay sau đó thì mình gặp nhà 9 biệt đội vô cực với Ezreal 2 sao. Nhưng mà lúc này thì đội hình của mình cũng đã được dát vàng rồi, công thủ toàn diện, nên là không có quá nhiều khó khăn để giúp đối thủ dừng chân ở top 5. Sau 6.3 xếp lại đội hình một chút để phí đồ lên trên cùng nhận đam, còn hàng tanh thì thấp hơn. Nhưng mà vì quên lắp giáp lửa ra dùng thần nên là đoạn này gặp quỷ kiếm Duckin cầm giáp máu vuốt rồng và ấn linh vật. Mình cũng hơi toát mồ hôi rồi đấy. Trời ơi, con đá trúc bất tử dù không quá khó khăn để hạ gục cái dàn tướng còn lại, nhưng mà team mình vẫn rất chật vật mới có thể kết liễu con đá trúc này. Dù vậy thì trận này Huy thiếu hiệp cũng vì gặp mình mà dừng chân ở top 3. Cút ra ngoài. Cuộc chơi còn lại có 2 người thôi, đi chợ để xem có gì không nào. Đắn đo mà không lấy ấn linh vật nên là mình không kịp chọn cái gì hết. Vậy là mình có thêm một cái dây chuyền chuộc tội. Up 8 bỏ thêm dì hin vào được 3 lữ khách hư không, cho Manphai thêm dây chuyền chuộc tội. Và liên tục xếp lại đội hình, đổi vị trí vách phút chót để tránh Warwick team bạn nhảy bổ vào kết liễu hàng sau. Tầm này xếp tướng khá là quan trọng nên là mình vừa phải liên tục check bài đổi chỗ, vừa phải khấn các cụ phù hộ cho đấy. Tâm linh mà. Warwick có chạm được vào gót chân của Vex đâu. Sau khi đắm đuối với Morgana bên này thì cũng nhảy lên cào Alistar. Nhưng mà các bạn có nhìn thấy cái sự bất lực của Warwick không? Cào điên cuồng, cào trong vô vọng, bò vẫn cứ là hồi máu thôi. Các tướng còn lại của team bạn thì lần lượt ngã xuống. Warwick lúc này cũng buông xuôi vào Vex linh vật rất vàng, cho mình cái top 1 quá xứng đáng. Các bạn có thể thử đội hình này và nhớ cho mình một like nhé.